Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Sống Để Hạnh Phúc ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong cuộc sống, ai cũng có thành tựu và thế mạnh của riêng mình. Chúng ta có quyền tự hào về điều này, nhưng không đồng nghĩa chúng ta nên khoe khoang để bàn dân thiên hạ phải nhìn vào mà ngưỡng mộ. Vốn dĩ, khua môi múa mép về bản thân mình hay khoe khoang quá độ chính là đang tự hạ thấp giá trị của chính mình, thậm chí vô tình làm tổn thương người khác. Hay khoe khoang tự mãn, cho rằng mình hơn người, bạn sẽ ngày càng trở nên thấp kém, thậm chí dễ gây thù chuốc oán, dẫn tới xô xát thị phi. Có những thứ trên đời nên giấu kín cho bản thân mình, tuyệt đối không nên khoe ra nếu không muốn rước họa vào thân. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Nếu thấy hay, quý vị hãy chia sẻ clip đến với những người thân yêu nhất của mình. Năm thứ tuyệt đối không được khoe khoang, kẻo mang họa. 1. Tài sản và tiền bạc. Làm người, dù có bản lĩnh tới đâu, thì cũng phải biết cách giữ của cải cho riêng mình. Một người khi phát tài, nhất là đột nhiên giàu có, thì họ thường lóa mắt bởi những niềm vui bất ngờ. Thế là họ đi khoe khoang sự giàu có của mình. Thực ra thì những người như vậy rất ngu ngốc. Khoe khoang sự giàu có của mình chỉ càng khiến người khác nảy sinh những tư tưởng xấu hay có tư tưởng muốn lợi dụng. Khoe khoang chính là cách bạn đang tự đào hố để chôn mình rồi đấy. Bởi thế nên đừng tùy tiện khoe khoang tài sản của mình. Người đời có một quan niệm, người giàu có cốt cách thì chẳng cần khoe vì nhìn qua thần thái, hiểu biết là đã rõ rồi. Ngược lại, người cố khoe giàu thì thực chất lại không có dáng vẻ của tầng lớp cao sang. Việc khoe tiền bạc sẽ chứng minh rằng bạn giàu, nhưng lại không thể khiến người ta nể trọng. Đặc biệt, nếu bạn chỉ biết khoe tiền nhiều, thậm chí chụp hình tiền chất đống khoe trên mạng, thì rất có thể đem lại tai họa như trộm cướp, dẫn tới bi kịch đau đớn. Do vậy, không nên khoe khoang và đừng bao giờ khoe khoang về tiền tài, vật chất và sự giàu có của bạn trước mặt người khác. Đặc biệt là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Bởi như vậy là bạn đang tự hạ thấp giá trị chính mình, tự cho người đối diện thấy mình là ai, và chính bạn đang vô tâm làm tổn thương người khác. 2. Quý nhân của bản thân mình. Nếu một người đang ở trong giai đoạn đầu phấn đấu, thậm chí trong lúc khó khăn hoạn nạn, có một người đưa bàn tay giúp đỡ lấy, thì chắc chắn đó chính là quý nhân của bạn. Bạn nhất định phải biết trân trọng họ. Sau khi bạn có được sự giúp đỡ thì đừng đi khoe khoang quý nhân của mình, bởi điều đó sẽ khiến họ cảm thấy rất khó chịu. Sau này sẽ không còn muốn giúp đỡ bạn nữa. Chưa kể sẽ có những người khác muốn chọc phá, gây phiền phức cho bạn. Bởi thế nên nhất định hãy học cách bảo vệ quý nhân của mình. Đừng mang đi khoe khoang khắp nơi nếu không muốn đánh mất sự tin tưởng và yêu mến từ họ. Quý nhau, giúp nhau là ở tấm lòng, chứ không phải vì sĩ diện. 3. Các mối quan hệ xã hội. Một người, dù cho có bản lĩnh tới đâu, thì nếu muốn thành công, nhất định không thể thiếu được các mối quan hệ xã hội. Ngay sau khi thành công rồi, thì bạn đừng đi đâu cũng khoe khoang mình có thế lực đằng sau. Như vậy chỉ càng khiến cho bản thân trở nên phiền phức hơn mà thôi. Ai giúp mình thì mình biết là đủ rồi, không cần phải khoe mẽ cho cả thiên hạ cùng biết. Làm như vậy chỉ khiến người đã giúp đỡ mình cảm thấy khó xử, đồng thời vô tình để lộ sự thấp kém của bản thân mình. Khoe khoang các mối quan hệ xã hội có thể khiến bạn vô tình trở thành mục tiêu của các thành phần xấu trong xã hội này, gây tổn hại tới bạn và những người trong gia đình nữa. 4. Tài năng của bản thân. Người tài năng thì không cần khoe, người ta mới biết. Con người khoe mình tài năng, người khác cũng chưa chắc công nhận. Nếu bạn tài giỏi, hãy dùng tài năng để thể hiện, để kiếm tiền, để thành công. Thế thì dù bạn chẳng cần nói gì, người khác vẫn ngầm ngưỡng mộ hay ganh tị. Nhưng nếu bạn luôn khoe mình tài giỏi, luôn phô trương những gì hơn người của mình, chỉ làm người khác thấy bạn thật huênh hoang và tự cao. Họ sẽ nghi ngờ liệu bạn có thật sự như mình nói hay không, hay sẽ dần không còn muốn nghe bạn nói nữa. Hãy nhớ rằng, hay khoe khoang tài năng bản thân sẽ rước vào mình sự ghen tức và đố kỵ từ người đời, dễ bị hãm hại hay chơi xấu, vướng vào ân oán thị phi suốt cuộc đời. 5. Thông tin cá nhân hay thông tin riêng tư. Người khôn ngoan tuyệt đối không khoe mình ở đâu,
nhà cửa rộng lớn thế nào, họ càng không ngu dại tiết lộ con học trường nào với người khác. Khoe nhà cửa rộng lớn có thể để người ta thấy bạn giàu có, nhưng cũng sẽ thu hút những kẻ có ý đồ đen tối. Để người khác biết về địa chỉ trường học của con lại càng hấp dẫn những ai đang nhìn ngó đến con bạn. Nhà cửa, con cái là những gì một người thông minh luôn bảo vệ thật kỹ, không để họa tìm đến nhà chỉ vì một lời nói sĩ diện hay tự mãn. Con người khát khao sự chú ý, sự quan tâm, không kém gì cơm ăn nước uống cả. Ai cũng muốn mình được người khác ngưỡng mộ, trầm trồ, khen ngợi, ganh tị, thèm muốn. Vì vậy, khoe khoang là nhu cầu của muôn người, từ trẻ đến già, từ đàn bà đến đàn ông, từ nông thôn đến thành thị. Khoe khoang là cách gây chú ý của người khác và không hẳn là điều xấu nếu bạn biết sử dụng nó đúng lúc, đúng chỗ. Hãy nằm lòng những bí quyết sau đây để biết khoe khoang thành một thứ vũ khí tuyệt vời để quảng cáo và nâng tầm bản thân mình. Mời các bạn cùng theo dõi. 1. Khoe khoang đúng cách. Hãy chia sẻ cảm giác về sự kỳ diệu. Nếu bạn đang chia sẻ một phần câu chuyện về quá khứ, nghề nghiệp, cá nhân, và câu chuyện đó khiến người khác kinh ngạc, tốt nhất là bạn hãy nhận dạng cảm giác kinh ngạc đó và chia sẻ nó. Một người làm ở đội tấn công bảo vệ bờ biển của Mỹ được giao nhiệm vụ trà trộn vào những chiếc tàu hàng bị cướp trên biển giữa làn súng đạn trong đêm tối. Khi được hỏi anh có sợ không, anh ta trả lời, tôi sợ chứ, nhưng chúng tôi đã di chuyển nhanh nhất có thể và thật may mắn vì tôi có thể ở đây để kể về chuyện đó. Nếu anh ta trả lời rằng việc đó rất bình thường, chúng ta có thể đã cảm thấy kỳ lạ và không chân thật. Thay vào đó, bởi vì anh ấy đã chia sẻ cảm giác sợ hãi trong câu chuyện của mình, chúng ta cảm thấy anh ta gần gũi hơn. 2. Khoe khoang đúng cách. Hãy tránh trở thành một kẻ khoe khoang giả vờ khiêm tốn, đặc biệt phổ biến trên mạng xã hội. Điều này xảy ra khi người nào đó chia sẻ một tin tốt về bản thân, nhưng lại ngụy trang nó dưới dạng một lời phàn nàn hay một câu chuyện tự chê bai. Bề ngoài thì họ đang cố gắng tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng ý định thực sự bên trong là để khoe khoang. Những kẻ như vậy đang trở nên phổ biến hơn trên mạng xã hội như Twitter và Facebook. Và không chỉ giới hạn ở đó, hãy nghĩ đến những buổi phỏng vấn xin việc khi bạn được hỏi, điểm yếu lớn nhất của bạn là gì? Hẳn bạn cũng đã vạch ra những câu trả lời đầy tính nghệ thuật. Là một người quá cầu toàn, làm việc quá chăm chỉ, quá tốt và không biết cách từ chối, quá thật thà. Tuy nhiên nghiên cứu đã chỉ ra rằng khoe khoang theo kiểu giả vờ khiêm tốn thường thất bại và chỉ làm bạn càng xa rời vị trí tuyển dụng. Việc chia sẻ thành tích của mình là bình thường, nhưng hãy thành thật và thẳng thắn. Không nên dùng một lời phàn nàn để che đậy sự khoe khoang. Bạn có thể lo lắng về việc bị xem là tự phụ, nhưng điều đó còn tốt hơn là việc bị xem như kẻ tự phụ và cố gắng che giấu điều đó. Người ta sẽ dễ khó chịu bởi sự giả tạo hơn là sự kiêu ngạo. 3. Khoe khoang đúng cách. Hãy tìm một đồng đội. Mang một người bạn đi cùng đến một sự kiện, nơi bạn cần phải nói về những thành tích của mình là ý kiến không tồi. Hãy sắp xếp trước với người bạn đó rằng cả hai sẽ cùng tâng bốc nhau. Hay cách khác là, thay vì tự khoe về kinh nghiệm và thành tích của mình, hãy khoe về thành tích của người khác đang có mặt ở đó, và họ sẽ khoe về bạn. Những người bạn đang nói chuyện với bạn dễ dàng tiếp nhận thông tin về bạn từ bên thứ ba hơn là từ chính bạn. 4. Khoe khoang đúng cách. Hãy ngắn gọn. Hãy chuẩn bị những đoạn độc thoại ngắn gọn để quảng cáo về bản thân và sử dụng khi cần. Ví dụ, tôi may mắn được dẫn dắt một nhóm 50 nhân viên kinh doanh cực kỳ tài năng trên khắp 12 bang, và tôi thực sự không thể làm gì nếu không nhờ nỗ lực của cả nhóm. Năm ngoái, chúng tôi mở 4 cửa hàng ở 3 thành phố khác nhau, và chúng tôi có kế hoạch mở thêm 4 cái nữa. Nếu bạn vẫn chưa chuẩn bị, vậy hãy tạo một vài đoạn văn ngắn như thế này. Hãy hỏi những người bạn khéo léo về ngôn ngữ xem họ có thể giúp bạn chỉnh sửa những câu nói đó hay không. 5. Khoe khoang đúng cách. Hãy cá nhân hóa. Điều dễ nhớ nhất về bạn có thể không phải là thành tích nghề nghiệp. Đó có thể là điều gì đó từ cuộc sống cá nhân của bạn.
Một khi bạn đã thiết lập được mối liên hệ cá nhân, nếu bạn nói về những thành tích của mình, cuộc nói chuyện sẽ tự nhiên và ít có khả năng bị xem là khoe khoang hơn. 6. Khoe khoang đúng cách. Đừng nói về tất cả những thành công của bạn. Bạn cần để một số thứ tự bộc lộ ra theo thời gian. Điều này có nghĩa là một số thông tin thú vị và đáng nhớ về bạn sẽ không được chia sẻ với người khác. Nhưng điều đó hoàn toàn không vấn đề gì cả. Bạn chỉ cần cung cấp cho người bạn đang nói đủ thông tin để cho thấy bạn thú vị và đáng nhớ là được rồi. Nhưng đừng đưa nhiều quá, bởi họ sẽ bị ngập trong đống thông tin của bạn. Điều cuối cùng bạn muốn làm sẽ là cố nhồi nhét những thành tích của mình vào những chỗ không liên quan. Hãy khéo léo chèn những thành tích của bạn vào cuộc đối thoại thay vì miễn cưỡng chỉ để khoe khoang.